Kính chào quý vị, xin chào các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Hồ sơ mạch. Thưa quý vị, hơn 4 năm sau ngày Mỹ thả quả bom nguyên tử đầu tiên xuống Hiroshima và Nagasaki tại Nhật Bản, Liên Xô cũng thử thành công loại vũ khí hủy diệt này. Liệu có phải các nhà khoa học Liên Xô đã nỗ lực và thành công sớm hơn so với dự đoán? Hay đã có sự rò rỉ thông tin từ mạng lưới gián điệp bí mật mà Liên Xô dày công xây dựng? Đó sẽ tiếp tục là chủ đề của chương trình Hồ sơ mật ngày hôm nay. Đây được xem là bí mật được giấu kín nhất hành tinh. Mật danh dự án Manhattan. Thành công của nó sẽ đảm bảo sự thống trị của Hoa Kỳ trước đối thủ mới. Liên Xô rõ ràng đã có những tham vọng lớn lao. Tuy nhiên, ngay từ đầu, bí mật này đã trở thành mục tiêu của hoạt động gián điệp vĩ đại nhất thế kỷ 20. Liên Xô đã tung ra mạng lưới gián điệp lớn hướng đến Hoa Kỳ. Không có bí mật nào là an toàn. Không thể tin tưởng ai. Họ sẵn sàng chết vì sự nghiệp của mình, và đó là điều mà họ đã làm. Dưới đây là câu chuyện được giải mật về các điệp viên nguyên tử đã đẩy thế giới đến bờ vực nguy hiểm. Những điệp viên trong cuộc chiến bom nguyên tử. Vào ngày 6 tháng 8 năm 1945, quả bom nguyên tử có tên là Little Boy đã tấn công thành phố Hiroshima. Hơn 70.000 người tử vong ngay lập tức, cũng như nhiều người bị thương. Ba ngày sau, Mỹ thả quả bom thứ hai, Fat Man, xuống Nagasaki. Lần này là hơn 40.000 người chết. Rơi vào bước đường cùng, Nhật Bản đầu hàng vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Cho đến lúc đó, Hoa Kỳ là nước sở hữu duy nhất loại vũ khí mới và mạnh mẽ không thể tưởng tượng này. Nó đảm bảo cho người Mỹ duy trì sự thống trị của họ. Nhưng những gì họ sắp phát hiện ra sẽ làm rung chuyển mọi thứ họ biết. Năm 1946, chỉ vài tháng sau khi chiến tranh kết thúc, những người đàn ông và phụ nữ của Arlington Hall làm việc không mệt mỏi để cố gắng bẻ khóa các bức điện tín của Nga. Các cơ quan bí mật của Nga sử dụng một phương thức mã hóa hiệu quả cao là bộ đệm dùng một lần. Đầu tiên, vấn đề là việc chuyển đổi các chữ cái của tin nhắn thành một chuỗi các con số dựa trên một bàn cờ đam được các điệp viên ghi nhớ. Các con số được tập hợp thành nhóm 5 số. Sau đó, một tờ giấy đệm dùng một lần chứa các con số ngẫu nhiên được thêm vào. Chỉ có người gửi và người nhận tin có những tờ giấy đệm khớp với nhau. Các con số của cùng một cột được thêm 2 x 2. Sau đó, các số thứ 10 bị xóa. Đây là tin nhắn đã được gửi. Để giải mã nó, người nhận sẽ sử dụng một loại bàn cờ đam. Và sau đó quan trọng nhất là cùng một tờ giấy đệm dùng một lần để đảo ngược thao tác. Ngay cả siêu máy tính mạnh nhất thế giới cũng không thể giải mã được tin nhắn trên tờ giấy đệm dùng một lần nếu nó được thực hiện chính xác với 5 bước quan trọng. Con số ngẫu nhiên,
chỉ có hai bản sao, một bản của người gửi, một bản của người nhận, bị hủy ngay sau khi sử dụng. Người dùng thêm vào, người nhận trừ đi, và năm bước bảo mật. Độ dài của dãy số cần ít nhất bằng với độ dài của tin nhắn, và với năm điều kiện đó, bạn có một tin nhắn không thể giải. Trong nhiều tháng, các nhà phân tích mật mã tại Allerton Hall phải vật lộn với những tờ giấy đệm dùng một lần đầy ấn tượng này. Nhưng vào năm 1946, một người mới được tuyển dụng gia nhập nhóm dự án Nga. Tên ông là Meredith Gardner. Nhà ngôn ngữ học xuất sắc này đã phát hiện lỗ hổng khó nắm bắt này. Các bản sao trong các bảng mã sử dụng một lần. Một chuỗi cực nhỏ các con số hoàn toàn giống nhau được tìm thấy trong một số bức điện tín. Khi Liên Xô còn tham gia Thế chiến thứ hai, lượng tình báo đã tăng vọt. Họ gửi đi một số lượng lớn tin nhắn và do đó sử dụng số lượng lớn các tờ giấy đệm dùng một lần. Đây là thời đại tiền máy tính. Ngày nay, nếu bạn muốn tạo con số ngẫu nhiên, một máy tính có thể làm điều đó và nó có thể tạo số ngẫu nhiên từ giờ cho đến vô tận. Việc tạo ra các số ngẫu nhiên trong Thế chiến thứ hai khó hơn rất nhiều và tốn nhiều thời gian hơn, và họ không thể sản xuất đủ. Vì vậy, họ quyết định sử dụng hai lần một số tờ giấy đệm dùng một lần. Liệu có khả năng người khác phát hiện ra không? Họ bắt đầu tái sản xuất các tờ giấy đệm dùng một lần và đẩy chúng vào các tờ giấy đệm một lần mới. Khai thác những sự lặp lại rất nhỏ này, Gardner giải được các cuộc trao đổi tình báo của Liên Xô và biết rằng dự án Manhattan tối mật đã bị lộ tên của các nhà khoa học dự án. Giờ đến điểm thú vị, đó là các nhà khoa học từng làm việc trong dự án Manhattan đã làm việc tại Los Alamos dưới bí danh. Mặc dù một trong số họ là những người đoạt giải Nobel rất nổi tiếng, thậm chí họ còn hoạt động dưới bí danh. Giới tình báo Mỹ sững sờ. Đây là một bức điện tín của Nga kể tên các nhà khoa học Mỹ đang chế tạo bom nguyên tử. Những cái tên không được công khai. Đây thực sự là lần đầu tiên phía tình báo Mỹ đưa ra thông tin Liên Xô đã thâm nhập vào dự án bom nguyên tử. Các nhà phân tích mật mã của Allerton Hall làm việc không ngừng nghỉ để phát hiện ra gián điệp của Liên Xô. Nhưng việc giải mã điện tín mới cần có thời gian. Trong khi đó, tại Liên Xô, chương trình nghiên cứu hạt nhân đã phát triển trong bí mật hoàn toàn. Bắt đầu từ năm 1945, hàng ngũ đã tăng lên gần 600.000 nhân viên và các nhà khoa học. Và vào ngày 29 tháng 8 năm 1949 tại Kazakhstan, Liên Xô đã ra lệnh tiến hành thử nghiệm hạt nhân đầu tiên. Ngày 29 tháng 8 năm 1949, vụ nổ quả bom nguyên tử đầu tiên của Liên Xô. Liên Xô trở thành quốc gia thứ hai có bom nguyên tử. Quả bom nguyên tử mà Liên Xô cho phát nổ vào tháng 8 năm 1949 có lẽ là bản sao chính xác của quả bom Fatman mà Hoa Kỳ thả xuống Nagasaki. Từ tất cả những gì chúng ta biết, Liên Xô đã không đi chệch khỏi các kế hoạch mà họ nhận được nhờ công tác gián điệp với công việc của người Mỹ và người Anh tại Los Alamos.
British work at Las Alamos. Các thông tin này đã cho Liên Xô một sự trợ giúp rõ ràng. Nhận thấy mức độ của việc vi phạm an ninh này, người Mỹ đã đẩy mạnh nỗ lực để giải mã các bức điện tín của Liên Xô. Dự án có tên là Venona. Dần dần, họ giải mã được nhiều tin nhắn hơn, khiến các cơ quan tình báo Mỹ rơi vào tình trạng kinh hoàng cùng cực. Các tài liệu gốc vẫn còn là bí mật hàng đầu, được cất giấu trong kho lưu trữ an toàn của Cơ quan An ninh Quốc gia. Nhưng trong những năm gần đây, bản sao của các bản dịch của Meredith Gardner và đồng nghiệp của ông đã được giải mật. Trong số hàng ngàn trang này là bức điện tín có liên quan đến văn bản có từ tháng 2 năm 1944. Vào ngày 5 tháng 2, một cuộc họp đã diễn ra giữa Gus và Rex. Liberal đề cập đến việc anh ấy không biết gì về vấn đề này, thể hiện mong muốn rằng người của chúng tôi sẽ gặp Caleb và thẩm vấn riêng anh ấy. Gus, Rex, Liberal, Caleb, Arnold, Sharks. Những mật danh được tìm thấy trong các trang giấy Venona đã được giải mã. Tất cả đều liên quan đến cái mà Liên Xô gọi là dự án Enormous, hay còn gọi là dự án Manhattan. Nếu chúng ta nói về tác động của Venona, thì chắc chắn là rất lớn đối với tình báo, phản gián và an ninh quốc gia Mỹ. Một mạng lưới các điệp viên Liên Xô đã khám phá bí mật quân sự sâu nhất của Hoa Kỳ. Tình báo Hoa Kỳ bắt đầu một cuộc săn lùng không ngừng nghỉ để loại bỏ những người đàn ông ẩn đằng sau những bút danh này. Đặc vụ FBI Robert Lamphere dẫn đầu cuộc điều tra. Ông lướt qua các bức điện đã được giải mã để tìm kiếm manh mối nhỏ nhất. Rõ ràng là có một nguồn cung cấp tin cụ thể. Người có mật danh trước hết là Sharks và sau đó là REST. Bob Lamphere đã xác định một văn bản cụ thể chỉ ra rằng Sharks đã đi du lịch vào Giáng sinh năm 1944 tới New Haven, Connecticut. Và việc truy về Los Alamos và kiểm tra các hồ sơ vắng mặt để xem ai đã được nghỉ trong khoảng thời gian cụ thể đó. Việc này có thể thu hẹp số lượng người bị tình nghi xuống còn 3 cái tên. Và cuối cùng, người ta phát hiện ra rằng Cross Fuchs có một chị gái sống ở New Haven, Connecticut. Và trên cơ sở đó, bằng chứng đã chỉ ra Cross Fuchs và ông ấy trở thành tâm điểm của cuộc điều tra. Hồ sơ tổng hợp về những sự kiện lịch sử, những bí ẩn chưa có lời giải đáp hay hồ sơ chân dung của những nhân vật nổi tiếng có tầm ảnh hưởng đến lịch sử nhân loại. Tất cả sẽ được bật mí trong chương trình Hồ sơ mật phát sóng lúc 11 giờ thứ tư hàng tuần trên kênh Quốc phòng Việt Nam. Kính mời quý khán giả và các bạn đón xem. London, Anh, năm 1949. Trong khi đó, Klaus Fuchs đã trở về Anh để làm việc trong dự án nguyên tử của Anh. Vì vậy, mật vụ Anh đã tra hỏi ông đầu tiên. Vấn đề đối với các nhà điều tra Anh và Mỹ là việc dẫn một số bằng chứng từ ông ấy sẽ buộc tội ông ấy. Nhưng điều đó sẽ không làm tổn hại đến người đưa tin, vì chương trình giải mã vẫn đang chạy và vẫn còn dòng thông tin lúc đó đang bị chặn và đọc. Contemporaneous traffic that was being intercepted and being read, albeit retrospectively. Vì vậy, mấu chốt là dẫn thông tin từ Fuchs, và điều này đã được thực hiện trong một cuộc thẩm vấn rất ngẫu nhiên, được thực hiện bởi MI5 trong một quán rượu. Trong khoảng thời gian 3 bữa trưa dài với người thẩm vấn, Klaus Fuchs bắt đầu tự thú nhận. Klaus Fuchs bị bắt và bỏ tù vì cáo buộc làm gián điệp.
Trong các cuộc thẩm vấn, các cơ quan tình báo Anh và Mỹ phát hiện ra mức độ gây sốc của sự hợp tác của ông đối với Liên Xô. Trong lời thú nhận với người Anh và lời thú nhận tiếp theo với FBI, Fuchs nói rằng ông ấy đã cung cấp cho Liên Xô thông tin về hầu hết mọi thứ để làm với thiết kế của quả bom. Người đàn ông này đã khui ra mọi thứ ông ấy nhớ được và ông ấy nhớ rất nhiều thứ. Ông ấy là một người có ý thức hệ trong vỏ bọc một nhà khoa học, có phong cách ôn hòa nhưng thực tế, ông ấy chủ yếu bị thúc đẩy bởi ý thức hệ. Khi ông ấy tốt với mọi người ở Los Alamos, ông ấy luôn nghĩ đây đều là những người tốt mà tôi muốn làm việc với họ và tất cả những người còn lại, nhưng họ thực sự không nhận ra rằng tương lai của thế giới nằm ở một nơi khác và đó có lẽ là cách ông ấy biện minh với chính mình. Klaus Fuchs đã nói rõ quan điểm rằng thông tin mà ông ấy đã được giao phó trong Thế chiến thứ hai có tính chất phổ quát và không nên là độc quyền của chính phủ Mỹ. Liên kết đầu tiên trong chuỗi các điệp viên nguyên tử đã bị phá vỡ và nhờ có Fuchs, việc săn lùng các thành viên khác được tiến hành. Tên Klaus Fuchs, mật danh Red Shark, tuổi 33, nhà vật lý học, bị bắt. Vị tình nghi tiếp theo trong danh sách là một người có cái tên là Gus hoặc Arno. Liên Xô gọi ông là sĩ quan liên lạc của Klaus Fuchs. Trong cuộc thẩm vấn, Fuchs chính thức xác định Harry Gold, người New York, trong một bức ảnh. Bị bắt vào tháng 5 năm 1950. Harry Gold nhanh chóng thú nhận và những gián điệp khác rơi rụng từng người một. Để cứu mạng mình, ông ấy đã làm tổn hại người mà ông ấy đã phục vụ như một người đưa tin. Tất nhiên, David Greenglass. Và khi David Greenglass bị thẩm vấn, để cứu mạng mình, ông ấy đã có một lựa chọn thực sự ảnh hưởng đến hoặc người vợ của ông ấy, Ruth, hoặc em gái của ông ấy, Ethel, và ông ấy được xác định bởi gián điệp của Liên Xô, em gái của ông ấy, Ethel Rosenberg, và dĩ nhiên đã thu hút sự chú ý đến chồng của bà ấy, Julius. Phiên tòa Rosenberg vào cuối năm 1950 trở thành một trong những phiên tòa xét xử nổi tiếng nhất của Mỹ trong thế kỷ 20. Các bức điện tín được giải mã theo dự án Venona chứng thực tội lỗi của họ. Nhưng chưa bao giờ các tài liệu này được trình lên tòa. Tài liệu Venona không bao giờ được đề cập trong bất kỳ vụ kiện nào trong thời kỳ này. Chính phủ Hoa Kỳ không muốn tiết lộ rằng nó đã bị giải bằng hệ thống mã của Liên Xô. Có một điều trớ trêu ở đây, vì trong một thời gian rất ngắn sau khi phá giải Venona, Liên Xô biết chúng tôi đã làm điều đó vì họ có một gián điệp trong dự án Venona. Vì vậy, việc truy tố vợ chồng nhà Rosenberg thực sự dựa trên bằng chứng từ các nhân chứng được cung cấp. Dĩ nhiên, David Greenglass và bằng chứng này là quá mạnh. Tuy có bằng chứng, nhưng vợ chồng nhà Rosenberg từ chối hợp tác hoặc thú nhận việc làm gián điệp. Đối mặt với sự im lặng của cặp vợ chồng, tòa án quyết định bản án cuối cùng, tử hình. Đây là lần đầu tiên trong thời bình một án tử hình như vậy được đưa ra, và trong khi kháng cáo lên các tòa án cao nhất đã được lên kế hoạch, chắc chắn có vẻ như các gián điệp này đang đi trên con đường một chiều. Bob
Cho đến nay, vợ chồng nhà Rosenberg đã trở thành gương mặt công khai của cuộc chiến giữa những điệp viên của hai phe. Họ đã phải trả giá cao nhất trong cuộc săn lùng gián điệp của Liên Xô. Trong khi họ nhận án tử hình, Klaus Fuchs bị kết án 14 năm ở Anh. David Greenglass bị kết án 15 năm và Harry Gold là 30 năm. Nhưng chúng chỉ đại diện cho một phần của các mạng lưới gián điệp rộng lớn được dệt bởi Liên Xô xung quanh dự án Manhattan. Nhiều tháng trôi qua, các mật danh khác xuất hiện trong các bức điện tín được giải mã: Star, Kallistrat, Emlad, Quantum. Có thêm nhiều kẻ cướp thông tin tối mật. Nhưng họ là ai? Làm thế nào để giải mã danh tính bí mật của họ? Năm 1951, khi vợ chồng Rosenberg bị xét xử, nhà mật mã học Meredith Gardner đã giải mã được bức điện tín khó nhất. Từ 7 năm trước, nó đã được gửi từ New York đến Moscow. Beck đã đến thăm Theodore Hall, 19 tuổi, con trai của một người buôn bán da lông thú. Theo hồ sơ của Beck, anh ấy tốt nghiệp đại học Harvard với tư cách là một nhà vật lý tài năng. Anh ấy được nhận vào làm việc cho chính phủ. Hall có một tâm trí đặc biệt nhạy bén và tầm nhìn rộng và được phát triển về chính trị. Vào lúc bấy giờ, Hall phụ trách một nhóm tại Camp High. Hall đã giao cho Beck một bản báo cáo về trại và kể tên các nhân vật làm việc cho Enomos. Anh ấy quyết định làm điều này theo lời khuyên của đồng nghiệp Savile Sass, một vận động viên thể dục sống ở Tyre. Đó là một bước ngoặt lớn đối với FBI. Họ xác định Theodore Hall, một nhà vật lý trẻ của Harvard, vẫn đang làm việc tại Los Alamos và có lẽ vẫn đang dò thám. Và Savile Sass, một trong những người bạn của ông, mật danh là Star và Emlad. Ted Hall là một ví dụ rất thú vị về một điệp viên trẻ với cam kết chính trị. Và ông ấy đã sử dụng Savile Sass làm người đưa tin. Rõ ràng từ dự án Venona, ông ấy đã hợp tác với Bộ Dân ủy Nội vụ và đã truyền rất nhiều thông tin cho họ và được đánh giá cao. Sau khi xác định hai người đàn ông, FBI phải đối mặt với một vấn đề: làm thế nào để tiếp cận họ mà không tiết lộ sự tồn tại của dự án Venona? Sau một thời gian dài điều tra và giám sát, cả hai được đón vào cùng một ngày và sau đó được thẩm vấn riêng, đối mặt với các cáo buộc rằng cả hai đã đóng vai trò gián điệp của Liên Xô. Người này không nhận ra rằng người kia đã bị bắt, mất rất nhiều thời gian để quả quyết sự vô tội của mình và không lôi kéo những người khác vào. Họ phát hiện ra điều đó, nhưng họ không thể có được một vụ kiện trong sạch chống lại Ted Hall, và kết quả là ông ấy không bao giờ phải vào tù. Ông ấy chết trong tự do vì họ không thể tìm thấy cách truy tố ông ấy mà không nói rõ rằng những người cung cấp tin Venona có liên quan. Mãi đến năm 1995, cho đến khi giải mật các bức điện của dự án Venona, có ai ngoài cơ quan an ninh quốc gia hay FBI biết về Theodore Hall và người liên lạc của ông không? Một số chuyên gia tin rằng Klaus Fuchs, David Greenglass, Ted Hall và các gián điệp nguyên tử khác đã tái cân bằng các cường quốc thế giới. Những người khác thì nằng nặc cho rằng họ nghiêng hành tinh gần với trận chiến mất còn cuối cùng hơn, dù cách nào cũng không có đường quay về. Khi bạn đánh giá hoạt động Enomos, tôi nghĩ bạn có thể nói rằng đây là một biểu hiện phi thường của hoạt động gián điệp đang được tiến hành ở cấp độ cao nhất.
Điều này đã cung cấp cho Liên Xô một vũ khí nguyên tử vào tháng 8 năm 1949. Điều này đã thay đổi đáng kể lịch sử, vì vậy thật khó mà phóng đại tầm ảnh hưởng, tác động của các điệp viên này. Trong giai đoạn cuối của chiến tranh, dự án Manhattan được xem là bí mật chiến tranh được giữ kín nhất. Thế rồi bạn nhận ra rằng trong đó có đủ các gián điệp. Đó là một trong những chuyện đã xảy ra vào khoảng năm 1949, đầu năm 1950. Điều đó thực sự khiến người ta không thể tưởng tượng được một thế giới mà Hoa Kỳ và Liên Xô sẽ hòa hợp với nhau theo cách nào đó, và mọi người bắt đầu chế tạo vũ khí nhiều nhất có thể. Vì vậy, nó có ảnh hưởng sâu rộng. Sự xâm nhập vào dự án Manhattan và vụ đánh cắp các kế hoạch bom nguyên tử đã leo thang căng thẳng giữa hai siêu cường. Đột nhiên, vấn đề không phải là về cách chiến thắng cuộc chiến, mà là làm thế nào để tránh chiến tranh hạt nhân. Trong thế kỷ 21, phạm vi của vụ gián điệp tuyệt vời này ở cả hai phía của bức màn sắt cuối cùng cũng được phơi bày. Nó tiết lộ một câu chuyện vẫn còn là tuyệt mật trong một thời gian dài và đã làm thay đổi bộ mặt của thế giới. Theo các nhà sử học phương Tây, đóng góp lớn nhất của Ford cho Liên Xô nằm ở việc ông ta đã tiết lộ lượng uranium cần thiết để chế tạo bom. Những thông tin mà ông chuyển cho các đầu mối của Liên Xô để nước này áp dụng ngay vào quá trình chế tạo bom thì Mỹ đã phải mất 2 năm với tổng chi phí thí nghiệm lên đến 400 triệu đô la mới có được. Ford cũng là người hỗ trợ các nước nói trên chế tạo bom nhiệt hạch, hay còn gọi là bom H, có sức công phá mạnh hơn nhiều so với quả bom nguyên tử. Và thật chính xác khi mệnh danh đó là điệp viên hạt nhân quan trọng nhất trong lịch sử. Chương trình Hồ sơ mật ngày hôm nay xin được dừng lại tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại.